Thực hiện chỉ thị số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường công tác thực hiện quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố Phúc Yên tập trung nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh, hướng tới giải quyết căn bản tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông. Hiện nay trên địa bàn thành phố Phúc Yên vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông. Việc lấn chiếm hành lang an toàn giao thông không chỉ ở trung tâm thành phố mà diễn ra trên nhiều trục đường, nhiều khu vực. Cứ vào mỗi buổi sáng và buổi chiều, các tuyến phố, tuyến đường lại trở thành nơi mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Hệ thống giáo dục của trên địa bàn phường từ mầm non đến đại học đều có lên là cái tình hình an ninh trật tự về giao thông trên địa bàn thì cũng có phần là phức tạp, có thể là cảnh quan môi trường nên cũng ảnh hưởng rất nhiều. Tập trung đông người ngoài dân cư của phường thì các thành phần khác cũng tập trung về đây để kinh doanh buôn bán. Để chấn chỉnh tình trạng này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức ra quân giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng dựng lều quán không đúng quy định, buôn bán dưới lòng lề đường, buôn bán tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông cao, vận động các hộ gia đình tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển bảng vi phạm hành lang an toàn giao thông, đồng thời xây dựng kế hoạch chống tái lấn chiếm sau giải tỏa. Chính quyền cũng đã ban hành nhiều kế hoạch và thành lập cái ban chỉ đạo an toàn giao thông trên địa bàn phường và tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai cái lễ ra quân tháng lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Mà đặc biệt là phường Đồng Xuân thì cũng là một trong phường được thành phố Phúc Yên chọn làm điểm tổ chức cái mô hình phường Đồng Xuân an toàn giao thông năm 2024. Và bên cạnh đó thì đẩy mạnh công tác tuyên truyền cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân về ý thức, tức là chấp hành khi tham gia giao thông và thường xuyên ra quân lập lại các trật tự vỉa hè đô thị. Quản lý trật tự đô thị, đảm bảo hành lang giao thông cho một đô thị văn minh luôn là bài toán khó của các cấp chính quyền. Chính vì vậy, chỉ thị số 10 ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường thực hiện công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh là cơ sở quan trọng để thành phố Phúc Yên đưa ra những giải pháp cụ thể, hữu hiệu hơn trong công tác quản lý trật tự đô thị. Về trật tự hành lang an toàn giao thông thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có nhiều các văn bản chỉ đạo đối với đội quản lý trật tự đô thị của thành phố ra quân để đảm bảo an toàn, duy trì giải tỏa các cái vi phạm hành lang an toàn giao thông như lấn chiếm bày bán hàng hóa, rồi căng kè để lều bạt, rồi việc quảng cáo bán nước vỉa hè. Đấy, đặc biệt là chỉ đạo hệ thống chính quyền cơ sở như các xã phường ở trên địa bàn phải tích cực tổ chức giải tỏa các cái vi phạm hiện có trên địa bàn của từng phường và đặc biệt chú trọng đến các cái khu vực có đường quốc lộ, đường cao tốc đi qua. Những giải pháp quyết liệt của cấp ủy chính quyền thành phố Phúc Yên góp phần chấn chỉnh lập lại trật tự đô thị, trật tự hành lang an toàn giao thông, bảo đảm đường thông hề thoáng, giảm thiểu tai nạn giao thông. Tuy nhiên, để xây dựng văn minh đô thị thì ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân chính là yếu tố quyết định.